Hé lộ nguyên nhân chồng đầu độc cả gia đình khiến 4 mẹ con chết ở Khánh Hòa. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mới nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Ngày 24 tháng 8, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, để điều tra hành vi giết người liên quan vụ 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê duyệt. Cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục xuất viện cho ông Hải để điều tra liên quan sự việc. Theo đó, ông Hải bị điều tra khi sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ. Bước đầu làm việc với cảnh sát, ông Hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo, song làm ăn thất bại, nợ nần không có khả năng chi trả. Ông đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Trước sự việc đau lòng này, ngay từ sáng sớm ngày 24 tháng 8, nhiều người dân thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đến thắp nén hương chia buồn cùng với gia đình 4 mẹ con xấu số. Càng gần tới buổi trưa, số người về chia buồn càng đông hơn. Phía bên trong nhà, khói nhang nghi ngút, 4 di ảnh cạnh bên nhau, mẹ và 3 con gái, cùng với những vòng hoa của hàng xóm, người thân đến chia buồn. Được biết, các nạn nhân tử vong bất thường gồm bà NHND sinh năm 1974, HNKN sinh năm 2002, HNGM sinh năm 2013 và HNTA sinh năm 2013, đều trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam. Theo kế hoạch, chiều nay sẽ đưa 4 nạn nhân xấu số về chôn cất tại nghĩa trang Cam An Nam. Theo người dân địa phương, vùng quê nghèo này chưa bao giờ chứng kiến trường hợp như thế. Sau khi xảy ra vụ việc, bà con hàng xóm đều chung tay đến lo mai táng cho gia đình. Bà Loan, hàng xóm sát vách nhà ông Hải cho biết, là hàng xóm nên hai nhà thân thiết với nhau như ruột thịt. Trước ngày phát hiện ra sự việc đau lòng, gia đình bà Loan vẫn không nghe thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Lúc nghe tin, chồng bà đã chạy sang thấy 4 mẹ con nằm bất động rồi cùng hàng xóm đưa ông Hải đi bệnh viện cấp cứu. Xót xa cuộc đời ngắn ngủi của 3 đứa trẻ. Thưa quý vị, liên quan đến thảm án 4 mẹ con tử vong ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa hôm 23 tháng 8, đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vợ chồng ông Hải và bà D có với nhau 3 con gái, cháu lớn tên N, năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên năm tư Đại học Y Dược Huế, cháu thứ hai học lớp 9 và con gái út học lớp 5. Theo người dân, cháu N, con gái lớn của ông Hải, học giỏi có tiếng ở địa phương, thi đỗ Đại học Y Dược Huế, tương lai không xa sẽ trở thành bác sĩ. Còn hai đứa nhỏ ngoan hiền được bà con làng xóm quý mến. Cháu N mới từ Huế trở về nhà được khoảng 3-4 hôm thì sự việc đau lòng này xảy ra. Người dân cũng cho hay, thời gian gần đây vợ chồng ông Hải có liên quan đến nợ nần, người vợ có dấu hiệu trầm cảm. Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa ngày 23 tháng 8, hàng xóm phát hiện căn nhà của gia đình ông Hồ Xuân Hải có nhiều biểu hiện bất thường nên đã tới xem xét. Sau khi đến nhà, hàng xóm phát hiện nhiều người trong gia đình ông Hải nằm bất động. Cơ quan chức năng xác định vợ của ông Hải và 3 người con đã tử vong. Trong khi đó, ông Hải cũng đang thoi thóp và được lực lượng chức năng đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Hiện, Công an huyện Cam Lâm, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phong tỏa căn nhà để tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ. Ngày 23 tháng 8, liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 tử vong trong bể bơi của trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng, sinh năm 1999, giáo viên môn bơi lội của Trường phổ thông quốc tế Việt Nam VIS, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo xác minh ban đầu, chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 của Trường phổ thông quốc tế Việt Nam, trụ sở tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, có tiết học bơi lội từ 13:20 đến 14:00 do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách. Khoảng 13:20 cùng ngày, nam giáo viên tập trung học sinh lớp 9A1 tại khu vực trước bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội. Giáo viên Thắng cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường và một nhóm do giáo viên Thắng trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi lội, gồm 11 học sinh, trong đó có nam sinh PHA sinh năm 2008, trú tại quận Nam Từ Liêm. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên Thắng không phổ biến, hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành. Quá trình này, giáo viên Thắng không quản lý, giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Vì vậy, đã không phát hiện việc nam sinh PHA xuống bể bơi nhưng không bơi mà chỉ đi bộ đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1m2 và 1m55 thì không đi được nữa, rồi vùng vẫy liên tục trong thời gian ngắn trước khi bị chìm. Sau khi học sinh A bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động. Khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các em học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này vẫn chưa ai phát hiện nạn nhân bị chìm. Đến 14 giờ 6 phút, anh Hà Văn Xuân, nhân viên vệ sinh của bể bơi, trong lúc dọn vệ sinh bể bơi thì bàng hoàng phát hiện học sinh A nằm bất động dưới đáy bể. Khu vực mực nước sâu 1,55 m nên đã cùng một số giáo viên trong trường đưa nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Văn Khởi, 40 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, 2 năm tù về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 2 tháng 2, Khởi điều khiển xe container chở hàng từ Vĩnh Long đi thành phố Hồ Chí Minh để giao ở cảng Cát Lái. Khi xe của Khởi lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bị sự cố. Lúc này, Khởi cho xe chạy chậm rồi dừng lại ở làn đường sát giải phân cách để kiểm tra và có mở đèn cảnh báo nguy hiểm. Lúc này, xe khách 16 chỗ do ông NHH, 51 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, điều khiển chở 11 người đi đám tiệc lưu thông phía sau, cùng chiều tông vào đuôi xe của Khởi. Sau khi tai nạn xảy ra, Khởi thấy phần đầu xe 16 chỗ biến dạng nặng, nhiều người bị thương nặng kêu cứu. Tuy nhiên, Khởi lái xe rời khỏi hiện trường mà không hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn trên xe khách, không điện thoại thông báo cho cơ quan chức năng biết sự việc. Sau khi Khởi bỏ đi được 5 phút, anh Trần Văn Phi, người đi trên xe khách, chui ra khỏi xe khách, đưa những người bị nạn khác ra ngoài. Một ô tô 7 chỗ chạy trên cao tốc phát hiện vụ việc nên dừng lại hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, một nạn nhân bị thương nặng. Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế 16 chỗ điều khiển không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container. Tuy nhiên, tài xế xe 16 chỗ đã tử vong nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích tạp chí Việt Times, hãy ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.